Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Bùi Thị Hồng Hạnh, học sinh lớp 11B6, trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn. Các bạn ơi, chắc hẳn mỗi người trong chúng ta, ai cũng đều sẽ bắp ngã trên chặng đường đời của mình. Nhưng vì chúng ta có mục tiêu và ngọn đèn lý tưởng dẫn lối, mà trong ta tìm mặn một sức mạnh vững tin và có thể bộc phát bất cứ lúc nào để tiến tới thành công. Nói tới đây, mình xin được giới thiệu cho các bạn một cuốn sách mang tên Đừng Chỉ Là Hy Vọng, cùng Dali Kanye tiến tới thành công, dũng cảm thử sức các cánh mây xa của tác giả Seong Lee Cuốn sách này được chia làm 5 phần và sắp xếp rất hợp lý. Mỗi ngày bạn chỉ cần kiên trì mở sách ra đọc và thực hiện theo, bạn sẽ ngạc nhiên và phát hiện hóa ra niềm vui và thành công lại ở gần ta đến như vậy. Cuộc sống của bạn đang diễn ra như thế nào? Nếu nó vẫn ổn thì bạn có thể dừng đọc những dòng tiếp theo. Còn nếu khi bạn suy nghĩ kỹ lại thấy rằng cuộc sống của mình cứ lặp đi lặp lại theo một trật tự nhất định, sáng đi làm, chiều thăng ca vân vân, với một cuộc sống như vậy, thử hỏi niềm vui và cơ hội thành công có được bao nhiêu? Chăm hay không bằng tay quen là câu thành ngữ nói về sự thuần thục trong công việc của một người. Mặc dù đây là việc tốt, nhưng điều đáng sợ là lặp đi lặp lại một cuộc sống đơn điệu, đồng thời cạn trở tâm hồn, bóp chết khả năng tưởng tượng hay sáng tạo của ta. Giống như nhà thành công học nổi tiếng Daddy Kanye đã nói, Hãy mạo hiểm đi, đời người vốn là một cuộc thám hiểm, người có thành tiệu nhất chính là người dám tự sức, con thuyền chỉ muốn an toàn sẽ chẳng bao giờ rời cảng xa được. Trước khi bắt đầu cuộc sống sáng tạo, đầu tiên chúng ta cần khởi động cho nóng người. Sau đó, hãy quét sạch các nguyên tố cản trở cuộc sống sáng tạo như sợ hãi, lo lắng, buồn chán, vô vị. Hãy thấm nhuần mà tư tưởng Dali Kanye từng khuyên. Đây là một thời đại kịch tính hóa, bạn phải làm cho thực tế trở nên sôi nổi, dũng cảm đón nhận sự thay đổi, nhiệt huyết đồng hành với thành công một người có nhiệt huyết cho dù làm nông hay kinh doanh lớn đều sẽ cho rằng công việc của mình là thiên chức thần thánh đồng thời có một niềm cảm hứng sâu sắc với công việc đó người tràn đầy nhiệt huyết sẽ luôn làm việc với thái độ bình tĩnh có trình tự tỉ mỉ và kiên định cho dù công việc có khó khăn đến mấy hoặc cần chui đèn nhiều như thế nào trên bàn làm việc của Kanye đặt một tấm biển và tình cờ trong phòng làm việc ở Nam Thái Bình Dương của tướng MacArthur cũng treo một tấm biển trên đó có viết cùng một câu châm ngôn bạn có lòng tin thì trẻ trung, hoài nghi thì già nua, có tự tin thì trẻ trung, cảm thấy sợ hãi thì già nua, có hy vọng thì trẻ trung, rơi vào tuyệt vọng thì già nua. Tháng năm có thể để lại nếp nhăn trên gương mặt bạn, nhưng chẳng thể lão hóa được tâm hồn. Qua nhiều câu chuyện về người thành công, trong lòng họ, công việc không chỉ là một công cụ kiếm tiền mà là một sự nghiệp vĩ đại. Như Dali Kanye từng nói, khi công việc chính là hứng thú, cuộc sống là một sự hưởng thụ, khi công việc là một loại nghĩa vụ, cuộc sống trở thành một sự khổ sai. Trong cuốn sách này còn chỉ ra cho ta thấy rằng khi trò chuyện và trao đổi ý kiến của mình với người khác, nếu bạn đúng thì bạn phải ôn hòa, khéo léo, làm cho đối phương đồng ý với bạn. Còn nếu bạn sai thì cần phải nhanh chóng thừa nhận một cách chân thành, làm như vậy sẽ hiệu quả hơn và có lợi cho việc tranh biện với bản thân. Chúng ta luôn cảm thấy khó chịu khi phải nghe những lời phê bình từ người khác. Nhưng nếu đối phương phê bình ta một cách chân thành, khiêm nhường thì chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận những lời phê bình của họ hơn. Trong cuốn sách này, còn dạy ta cách đối mặt với sự phê bình. Phu nhân của Tổng thống Mỹ Roosevelt, bà Eleanor Roosevelt cũng đã từng nói với Nani Kanye về nguyên tắc hành sự của mình ở Nhà Trắng. Hãy cứ làm điều mà thâm tâm bạn cho là đúng, vì đằng nào bạn cũng sẽ bị chỉ trích, bạn sẽ bị chê trách nếu bạn làm, và sẽ bị nguyền rủa nếu bạn không làm cách duy nhất để đạt được điều tốt từ một cuộc tranh cãi đó là phải tránh nó, phải tránh nó như tránh rắn độc hay tránh núi lửa động đất. tranh cãi sẽ chỉ khiến cho đôi bên càng tin rằng mình đúng. trong cuốn sách này cũng có viết rằng chúng ta không nên nghi ngờ chính bản thân mình. người tập trung tất cả sự chú ý vào bản thân chỉ có thể tự mình ngưỡng mộ hay tự mình thương thân mình nhưng nếu chúng ta có thể chú ý quan tâm đến tất cả những người bên cạnh và sự vật xung quanh thì bạn sẽ phát hiện thì ra thế giới này thật sự rộng lớn nỗi viền não của cá nhân lại vô cùng nhỏ nhặt như cani nhe từng nói nếu bạn nghi ngờ chính bản thân vậy thì nơi nào bạn đứng cũng sẽ không vững chãi bạn có biết sự khác nhau giữa sống và tồn tại là gì không tồn tại là chỉ việc bạn đang là một thực thể sống còn sống không chỉ đơn thuần là một thực thể sống mà còn là một thực thể sống động tức là bạn có sự kết nối với người khác có quyền và nghĩa vụ tạo nên giá trị đích thực cho cuộc sống này vậy nếu được lựa chọn bạn chọn sống hay tồn tại Tôi cố gắng như thế nào, chỉ có mình tôi là hiểu rõ nhất, bạn cũng vậy. Bạn nỗ lực hàng ngày, hàng đêm ra sao thì chỉ có bạn biết. Nếu như bạn chỉ cố gắng để che mắt thế gian, để người khác nghĩ rằng bạn thực sự chăm chỉ và tài năng, thì bạn sẽ chẳng bao giờ phát triển và trau dồi kỹ năng cho bản thân được đâu. Đến với quan điểm của cuốn sách đừng chỉ là hy vọng, bạn nhận ra cuộc sống không chỉ là một chuỗi tuần hoàn vô tầng giả như vậy, mà quan điểm ấy, cuộc sống còn là sự theo đuổi các giá trị quan để đạt sự viên mãn về mặt tâm hồn đã bao lâu rồi bạn không nhìn xem bầu trời có màu gì hay chỉ biết cúi đầu lưỡi cụi kiếm kế mưu sinh thế giới này ngập tràn những điều thú vị phong phú đa dạng sắc màu tuyệt đối đừng cho phép bản thân sống quá vô vị vậy còn chẳng chờ gì nữa hãy để đừng chỉ là hy vọng đưa bạn đến một cuộc sống viên mãn hơn hãy trở thành người nhạc trưởng trong cuộc đời bạn đừng sống vô nghĩa để rồi chết đi và mang theo xuống một bản nhạc có ý nghĩa nhất của đời người chưa bao giờ được cất lên quyển sách là một góc nhìn khác về cuộc đời thế gian này không bao giờ có sự công bằng tuyệt đối luôn luôn tồn tại xung quanh chúng ta những sự bất công bất bình đẳng đến khó chịu nhưng không vì đó mà chúng ta chán ngán tự triệt đi nỗ lực và mơ ước của chính mình bạn chạy mệt như thế nào chân bạn sẽ biết bạn có thấy khó hay không vai bạn sẽ biết bạn sống tốt hay không lòng bạn sẽ biết bạn phải tin vào con đường mình đã chọn sẽ có rất nhiều người nói bạn thế này hay thế khác Nhưng người hiểu rõ nhất vẫn là chính mình Ta như đứa trẻ mơ về một hạnh phúc Muốn cuộc đời bình yên nhưng cuộc đời lại thích đưa ta vào nghịch cảnh khi bạn cảm thấy mệt mỏi, hãy đi chậm lại, lặng lẽ và cẩn trọng nhưng đừng dừng lại. Đừng vì một ngày u ám mà nghĩ rằng cuộc đời mình tồi tệ. Sự vô tâm của ai đó sẽ dạy ta cách buông bỏ và chấp nhận. Điều mà tôi nhận được từ cuốn sách này là hoàn thiện những gì mình đang thiếu. Bởi vì Kanye đã từng nói, cuộc đời là một hành trình rất dài cũng rất tối nhưng đừng sợ, người không sợ mới có đường để đi. Nếu bạn đang mong lung vì chưa tìm kiếm được định hướng, cuốn sách này sẽ mở lối cho bạn. Nếu bạn đang có nhiều dự định đang ấp ủ nhưng lại thường xuyên trì hoãn và không kiên trì, cuốn sách này sẽ tiếp lửa cho bạn. Hãy nhớ rằng, cảnh sát trên đỉnh núi cao đẹp nhưng lại càng đẹp hơn khi nó là thành quả của một chặng hành trình leo núi vất vả và gian nan. Nếu bạn đã mở cuốn sách đừng chỉ là hy vọng thì cuộc sống sẽ tươi đẹp. Nếu ta biết cách mỉm cười với nó, vì thế đừng ngần ngại nở ra nụ cười lạc quan với mọi thứ xung quanh. Bạn cười với gương, người trong gương cũng sẽ cười với bạn. Muốn làm cho mình vui vẻ, trước hết hãy làm cho người khác vui vẻ, bởi niềm vui thực sự không phải là nhận được gì mà là cảm giác thỏa mãn khi cho đi điều đầu tiên tôi bị thu hút bởi cái tựa đề của sách khá ấn tượng và đẹp về nội dung thì càng hấp dẫn hơn thế nữa nội dung trong sách khá chi tiết và có thể áp dụng ngay vào thực tiễn cuộc sống cuốn sách dành cho mọi lứa tuổi muốn thay đổi hành động và tư duy sách muốn gửi tới một thông điệp rằng đừng cứ ngồi yên một chỗ mà hy vọng cuộc đời mình sẽ đẹp như trong mơ mà bắt tay hành động ngay để tiến về một cuộc sống ấm áp và hạnh phúc hãy đừng chỉ là hy vọng mà thay vào đó chúng ta hãy hành động ngay bây giờ đi Cuộc đời chúng ta giống như một cuốn phim và chính chúng ta sẽ là đạo diễn của cuốn phim đó. Cốt truyện vui hay buồn là do chúng ta viết nên. Chính vì thế tôi hy vọng rằng qua cuốn sách mà tôi giới thiệu có thể mở ra cho các bạn một cái nhìn mới về cuộc đời. Các bạn sẽ biết chấp nhận mọi người cảnh sẽ đến với mình. Không mong muốn gì nhiều, tôi ước chi mỗi ngày chúng ta có một cuộc sống vui vẻ, hài lòng và chấp nhận. Học cách yêu thương với mọi thứ xung quanh và không để nỗi buồn lo lắng, làm lu mờ tâm trí, lấy mục tiêu và ý chí làm bàn đạp để tiến tới thành công đạt đến đẳng giới cao trong chữ nhân của mình tới đây mình xin được kết thúc phần giới thiệu và có lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã lắng nghe chúc các bạn có một ngày vui vẻ và tốt đẹp hy vọng quãng đời còn lại bạn sẽ trở thành người trống mắt có mặt trời trong nụ cười có sự thản nhiên Đầu tiên, tôi bị cuốn hút bởi cái tựa đề sách khá ấn tượng và đẹp. Về nội dung thì càng hấp dẫn hơn thế nữa. Nội dung trong sách khá chi tiết và có thể áp dụng ngay vào thực tiễn cuộc sống. Cuốn sách dành cho mọi lứa tuổi muốn thay đổi hành động tư duy. Sách muốn gửi tới một thông điệp rằng đừng cứ ngồi một chỗ mà hy vọng cuộc đời mình sẽ đẹp như trong mơ, mà bắt tay hành động ngay để tiến về một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Hãy đừng chỉ là hy vọng mà thay vào đó chúng ta hãy hành động ngay bây giờ đi. Cuộc đời chúng ta giống như một cuốn phim và chính chúng ta sẽ là đạo diễn của cuốn phim đó. Cốt chuyện vui hay buồn là do chúng ta viết nên. Chính vì thế tôi hy vọng rằng qua cuốn sách mà tôi giới thiệu có thể mở ra cho các bạn một cái nhìn mới về cuộc đời. Các bạn sẽ biết chấp nhận mọi nghịch cảnh xảy đến với mình. Không mong muốn gì nhiều, ước chi mỗi người trong chúng ta đều sống vui vẻ, hài lòng và chấp nhận, học cách yêu thương mọi thứ xung quanh và không để nỗi buồn lo làm lu mờ tâm trí, lấy mục tiêu và ý chí làm bàn đạp tiến tới thành công, đạt đến cảnh giới cao trong chữ nhân của mình. Tới đây, mình xin được kết thúc phần giới thiệu và có lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã lắng nghe chúc các bạn có một ngày vui vẻ và tốt đẹp hy vọng quãng đời còn lại bạn sẽ trở thành người trong mắt có mặt trời trong nụ cười có sự thản nhiên